Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với người nổi tiếng 24 giờ. Trong video ngày hôm nay, người nổi tiếng 24 giờ sẽ cập nhật thông tin về hành trình phẫu thuật kéo dài chân của Nam Diêu Khoa Bắc. Những ngày qua, hành trình kéo dài chân của Khoa Bắc ở Mỹ nhận được sự quan tâm của rất nhiều người trên mạng xã hội. Mới đây nhất, tối ngày 26 tháng 6, trên kênh YouTube của anh chàng đã tiếp tục đăng tải một video về hành trình gian nan của mình với tiêu đề Khoa Bắc rớt nước mắt không thể tự đứng trên đôi chân mới sau khi kéo chân một bước đi phản giảm đau. Trong video mới của mình, Khoa Bắc chia sẻ về ngày thứ hai sau khi được phẫu thuật kéo dài chân. Anh chàng đã cảm thấy sức khỏe có phần hồi phục, đỡ đau hơn một chút và đã có thể bắt đầu tập đi trên đôi chân mới. Khoa Bắc tiết lộ, series review kéo dài chân của anh sẽ còn rất dài. Những ngày vừa qua của anh chàng mới chỉ là giai đoạn 1, tổng chi phí hết hơn 2 tỷ 300 triệu đồng. Chiều cao anh chàng đã lên khoảng 1m75. Khoa Bắc cho biết, sau một thời gian nữa khi chân đã trở lại bình thường, anh chàng sẽ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 để chiều cao bản thân có thể vượt 1m80. Sau đoạn chia sẻ một chút với người hâm mộ, Khoa Bắc đã xuống giường và bắt đầu tập đi trên đôi chân mới. Tuy nhiên, những bước đi đầu tiên của anh chàng khá khó khăn, anh phải nhờ hoàn toàn đến dụng cụ hỗ trợ và sự giúp đỡ của bác sĩ vật lý trị liệu. Trong quá trình di chuyển, Khoa Bắc liên tục nhăn nhó vì đau đớn và phải trở về giường bệnh nằm để có thể nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh tỏ vẫn ra rất quyết tâm, vừa tập đi vừa review kỹ lưỡng về hành trình gian nan của chính bản thân mình. Khoa Bắc cũng cho biết thêm, sau ngày thứ hai anh chàng sẽ xuất viện để về nhà chăm sóc sức khỏe, tập đi tại nhà chứ không tiếp tục ở bệnh viện. Để có thể thích nghi với quá trình kéo dài chân lâu dài, anh chàng sẽ phải tập đi xe lăn. Khoa Bắc tên khai sinh Nguyễn Anh Khoa là một trong những YouTuber người Việt Nam nổi tiếng về chủ đề review ẩm thực và du lịch. Khoa được biết đến là một trong những YouTuber giàu nhất Việt Nam. Anh sở hữu một kênh YouTube lớn bắt đầu hoạt động từ tháng 4 năm 2016. Kênh của anh có lượt đăng ký khủng lên tới hàng, triệu người. Anh chàng nổi tiếng với những video được thực hiện ở những nơi sang trọng, xa xỉ. Các bạn đang theo dõi những thông tin về sự việc nam YouTuber khoa bức phẫu thuật kéo dài chân của mình trên đất Mỹ. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất các bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.